Thứ mười hai thi ngắm khi Đức Chúa Giêsu một giờ rưỡi ở trên thánh giá mà ở lặng cầu cùng Đức Chúa Cha thâm thị. Đoạn Đức Chúa Giêsu than thở cả tiếng rằng: Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm sao? Ý người nói làm vậy cho thiên hạ biết. Đức Chúa Giêsu chịu thương khó hết lòng, hết sức vì tội thiên hạ. Đoạn Chúa Giêsu mướt máu thì kêu rằng: Khát nước. Quân giữ liền lấy dâm đưa lên cho uống. Bây giờ người phán rằng: Đã đoán, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ. Khi ngâm ấy nhiều sự thì nguyện một kính lạy cha, mà kính kính mừng thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liền. Chớ ban trước quần dù rêu lấy của Chúa cho uống. Ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.